dụng thêm sản phẩm là vườn phế. Sản phẩm này tiếp xúc hoàn toàn từ thiên nhiên và bé từ 3 tháng tuổi trở lên có thể sử dụng được rồi. Mẹ sử dụng từ 3 đến 5 ngày thì sẽ có hiệu quả rất là tốt. Sản phẩm này hoàn toàn từ thiên nhiên nên các mẹ yên tâm và sử dụng. Khách hàng tới và sử dụng sản phẩm này và quay lại rất là nhiều. Ngoài ra sản phẩm còn có tác dụng là tăng cường sức đề kháng cho đường hô hấp cho trẻ. Khi mẹ sử dụng liều duy trì từ 2 đến 3 tháng thì nó sẽ giúp cho trẻ có một cổ họng khỏe và không bị tái đi tái lại nhiều lần. Đường hô hấp thì được chia thành hai đường, trên và dưới. Đường hô hấp trên thì từ hầu, họng, mũi và viêm tai. Còn đường hô hấp dưới thì từ khí quản, phế quản, tiểu phế quản và phổi. Cả hai cái triệu chứng của viêm đường hô hấp trên và dưới đó là các triệu chứng về ho, khò khè, khó thở, sốt nhẹ và khó đờm. Thì theo mình khuyên các bà mẹ nên sử dụng sản phẩm cường phế cho bé. Bởi vì cái ưu điểm của sản phẩm này đó là làm cho sạch đờm nhanh, hỗ trợ cho các bé có sức đề kháng tốt. Mà các bà mẹ có thể sử dụng sản phẩm này trong 3 ngày là đã cảm thấy có hiệu quả.